các bác hay bảo là cái Entera của Nissan này khi mà độ nó hay bị dính pha cốt ở đây đúng không ạ? Rồi là báo lỗi. Đây, hoàn toàn không báo lỗi nhá. Pha cốt ngon lành này. Đó. Pha này. Cả bi gầm luôn nhá. Đây, pha đây. Không bị dính tí nào luôn. Lắp zin. Và sau khi là độ xong rồi muốn lắp lại cái bi zin của nó khi mà muốn về zin ấy, vẫn về zin bình thường nhá. Em này thì em độ cả bi gầm F10 và bi pha FX mã là E200. Đó, rất là ok. Pha cốt ngon lành. Đây, không báo lỗi tí nào luôn. Em này báo lỗi nó sẽ hiện luôn ở trên này. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Kim Motul. Ở clip này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tăng sáng cho em Nissan Terra ở đây. Thì ở đây mình đang có mẹ em Nissan Terra. Thì cái em Nissan Terra này ấy, để mà tăng sáng thì nó cũng như những cái chiếc xe phổ thông khác thôi. Nó cũng không có gì là ghê gớm cả. Nhưng rất nhiều anh em, thậm chí là cả những hệ thống độ đèn lớn trên toàn quốc đều kêu ca phàn nàn là cái em Terra này độ đèn rất là khó. Thì ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh em. Thì ở đây là mình đã độ xong rồi. Thì mình chỉ chia sẻ cái quy trình độ cái em này thôi. Kia là một cụm và đây là một cụm mình đã lắp lên xe. Và đây là mình sẽ căn chỉnh ánh sáng. Thì như cái chiếc xe mà chúng ta độ đèn đều căn chỉnh ánh sáng sẽ là như nhau. Nhưng ở clip hôm nay thì mình chủ yếu là nhấn mạnh cho anh em làm cái phần điện của con xe này. Thì con xe này ấy, thì hệ thống điện của nó cũng khá là phức tạp, nó cũng rất là lằng nhằng. Thì bây giờ là mình sẽ đi vào chia sẻ cho anh em. Thì đây sẽ là cái bi nguyên bản theo xe. Thì nó sẽ là như thế này. Nó là bi LED các bác nhé. Nó là bi LED. Và cái hệ thống ballast của nó, hệ thống driver của nó thì nó sẽ cấp từ dưới lên và cắm nắp vào đây. Đó, rất là hay. Và cái em này thì nó sẽ sử dụng là cái chóa phản xạ LED ở chế độ pha và cái bi LED ở chế độ cốt. Thì khi chúng ta lên những cái em bi như thế này, những em bi LED như này ấy, thì nó sẽ có cái hiện tượng là khi các bác đấu để cho cái bi nó sáng thì nó rất là dễ rồi. Nhưng khi chúng ta lên pha ấy, thì cái em bi LED của chúng ta ở đây nó hay bị giữ pha. Cái cách để mà chúng ta lắp như thế nào để cho nó không bị giữ pha và nó vẫn lên xuống pha theo bình thường mà chúng ta lắp. Và chúng ta sẽ lắp như thế nào để cho cái em Terra này nó không báo lỗi. Thì đây sẽ là cái em bi theo xe nhá. Đó, thì đây là hai em bi theo xe mình đã tháo ra. Mình chia sẻ qua cái cách để mà lắp cái pad zin. Và sau này thì khi chúng ta có thể đưa về zin vẫn lắp được bình thường các bác nhá. Ở đây thì bắt buộc chúng ta sẽ cắt nhá, bởi vì là cái này của nó là nó bằng nhôm. Đó, thì chúng ta ướm bi và chúng ta cắt sao cho là cái bi nó lọt vào đây và nó ăn khớp vào đây là đẹp. Đó, hình thức sẽ là như thế này. Đây là phía mặt trước này và phía mặt sau. Phía mặt sau thì chúng ta sẽ có cái phần pad như thế này, thì chúng ta sẽ cắt. Đó, các bạn có thể nhìn thấy cái đường cắt của mình. Và khi lắp vào như này ấy, thì nó đã tương đối là chặt rồi. Thậm chí không cần bắt ốc cho cái bi LED chúng ta độ vào cũng được. Nhưng mà chúng ta nên gắn keo hoặc là chúng ta sẽ bắt ốc. Thì ở đây nếu mà điểm bắt ốc thì chúng ta chỉ có một cái điểm này để bắt ốc thôi. Bởi vì là khi chúng ta đút vào đây, cái mặt xi ở đây bắt ốc lại là nó đã chặt cứng cái bi rồi. Đó, cũng không cần thiết phải chúng ta phải bắt ốc nữa, nó cũng khá là ok. Rồi, và cái việc tiếp theo để mà lắp lên xe nó không bị lỗi khi mà chúng ta gắn những cái cặp bi độ ở đây, đúng không ạ? Thì chúng ta phải sử dụng lại cái phần chip LED ở cái bi cốt. Đây là cái phần chip LED ở cái bi cốt thì mình đã tháo ra, nó là như thế này này. Ở trong này nó có cái lẫy, chúng ta chỉ cần nhấc khỏi cái lẫy ra là chúng ta sẽ rút được cái phần chip LED ở đây. Đây là phần chip LED. Đó. Thì khi chúng ta rút cái phần chip LED này ra, nó sẽ không được cái bộ phận tản nhiệt bi này nó tản nhiệt nữa, thì chúng ta sẽ bắt nó vào đây, thì cái lỗ ốc này sẽ là lỗ ốc thừa. Đó, thì chúng ta chỉ cần là ở đây nó có sẵn cái tai đây, thì chúng ta mài hai cái tai hai bên đi để chúng ta sẽ cho cái phần chip LED của chúng ta vào đây và chúng ta bắt ốc lại. Nó sẽ tiếp nhiệt ra đây. Khi chúng ta cắm điện vào ấy, thì cái phần chip LED này nó vẫn sáng bình thường nhá. Đó, thì nó cũng không tỏa ra ngoài đâu. Thì chúng ta lắp vào đây như thế này là vẫn giữ nuôi được cái phần chip LED và vẫn tản nhiệt được bình thường, vẫn giữ gọn gàng. Còn đây là sẽ là dây để mà vào cái phần pha. Dây vào phần pha thì nó sẽ là sáng ở đây này và nó hắt xuống. Đó, thì các bạn có thể thấy là nó hắt xuống để nó đưa ánh sáng pha ra. Thì cái phần pha này nó hơi yếu, thì chúng ta đã có cái phần pha của cái MB LED ở đây rồi thì nó sẽ mạnh, rất là ok, đúng không ạ? Đó, đấy là cái cách để mà chúng ta lừa nó không bị lỗi, bởi vì là cái phần driver ở đây nó sẽ được cấp điện. Cái phần driver ở đây nó sẽ được cấp điện từ xe vào thông qua cái rắc này và nó vào cái phần cục driver ở đây để nó cấp cho cái em cốt và khi chúng ta lên pha nó cấp cho pha ở đây. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải mượn điện ở chế độ cốt của cái MB LED này để vào cái chế độ cốt của cái phần LED ở đây. Thì chúng ta sẽ lấy trước cái cục driver ở đây nhá. Nhiều bác là hay lấy ở đây là sai nhá, lấy ở đây là sai. Bởi vì sao là sai? Khi cái MB LED này của hãng người ta đưa ra, nó sẽ có một cái cường độ sáng nhất định. Đó. Thì khi chúng ta mượn hai cái dây cốt ở cái phần bi này, nó sẽ lấy điện từ cái cục driver ở đây, thì nó sẽ không đủ cấp cho cái phần bi cốt ở đây, thì cái ánh sáng nó bị rụt xuống. Các bạn có hiểu không ạ? Ánh sáng nó có một độ sáng nhất định, ví dụ là độ sáng nó là 10, thì khi các bạn
cặp thêm cái MB LED này vào thì cái phần điện đó ở cái driver này nó không đủ cấp cho cả hai cái bi của chúng ta làm việc, thì ánh sáng đã rụt xuống, nó chỉ còn khoảng 50% ánh sáng thôi. Như vậy là không đủ ánh sáng. Cái bi này cũng yếu và cái bi này cũng yếu, như vậy là không ok. Là chúng ta sẽ phải lấy từ nguồn vào, có nghĩa là chúng ta sẽ lấy từ cái dây đỏ đen ở đây. Ở đây nó sẽ có dây đỏ đen. Dây đen và dây đỏ thì chúng ta sẽ cắm vào dây đen và dây đỏ tương ứng với bi là ở đây, đúng không ạ? Rồi, còn lệnh pha thì sao? Lệnh pha thì nó cực kỳ đơn giản, em đã đo rồi. Thì cái lệnh pha của nó thì ở đây nó sẽ có cái dây màu xanh lá ở đây này. Thì chúng ta sẽ lấy lệnh pha. Nhưng cái lệnh pha của em này là nó chỉ có 10V thôi. Và khi chúng ta lấy lệnh pha trực tiếp của cái MB này vào cái hệ điện ở đây thì lập tức là cái MB này bị rụt ánh sáng và cái phần bi zin là cái phần bi cốt ở đây nó cũng bị rụt ánh sáng. Như vậy là chúng ta sẽ phải cần thêm một bộ dây nguồn. Thì đây là em đang để một bộ dây nguồn để đây làm demo cho các bác, tí nữa thì em sẽ đấu hẳn hoi vào, xong rồi em sẽ chia sẻ tiếp cho các bác. Thì đây nó là chế độ cốt, chế độ pha. Đó. Thì như thế này thì cái phần bên kia thì chúng ta vẫn giữ như kiểu là cái đèn bình thường. Chúng ta chỉ cần lấy lạnh ở bên này thôi, và cái bộ dây lạnh của chúng ta sẽ chia từ bên này sang bên kia. Hệ thống điện thì chúng ta sẽ lấy từ bình ắc quy để cấp điện ra bóng thông qua cái phần main ở đây và cái dây lạnh ở đây. Đó. Thì tí nữa làm xong cái phần đấy em sẽ chia sẻ tiếp. Thì đến đoạn này thì các bác đã hiểu rồi đúng không ạ? Đó, thì rất nhiều bác là hay lấy lệnh pha ở đây, nó là lệnh pha của cái đèn pha ở đây. Thì cái em pha này thì nó sẽ là hệ điện trở, nó là hệ led điện trở. Thì cái dây đỏ ở đây nó luôn luôn có điện, là điện ở 14V, và một cái dây tín hiệu về là dây mát tín hiệu về, nó là cái dây vàng và cái dây màu xanh ở đây. Đó, nó là dây hồi về để báo lỗi pha. Thì các bác hay lấy ở đây thì nó sẽ có cái hiện tượng là bị giữ pha. Cái MB của chúng ta ở đây này, MB LED này nó bị giữ pha, nó không xuống cốt được, nó luôn luôn pha. Và cái em này nếu như các bác đấu thẳng vào ấy là dễ bị cháy. Dễ bị cháy bi, bởi vì sao? Đây là hai dây pha của bi này. Em này khi mà không lên pha nhá, là đang ở chế độ cốt, là cái MB cốt này đang sáng, đang nói nguyên bản nhá, là cái MB cốt này đang sáng. Đó, là điện là 14V. Điện cao bằng điện bình ắc quy. Khi chúng ta lên pha thì cái dây màu hồng ở đây nó lại nhảy lên là 24V. 24V như thế thì cái bi của chúng ta sẽ bị cháy pha. Đó, cho nên là chúng ta sẽ phải làm một dây lệnh rời ở ngoài, bắt buộc phải làm dây lệnh rời ở ngoài, và chúng ta sẽ xử lý nó bằng cách là để phần chip led ở đây để nó không báo lỗi nữa. Đó, cái cách lắp này cực kỳ đơn giản. Và theo như em được biết thì có một số bác ở hệ thống lớn đã độ những cái em xe này rồi và lại phải tháo bi độ ra để lắp cái phần bi led này giả lại cho khách, coi như là vừa mất công làm không được cái gì, không được tiền, không được công, vừa mất việc. Đó, thì cái cách này em hướng dẫn cho các bác. Rồi, để lấy lệnh cho bộ pha của chúng ta thông qua cái bộ dây giật thì ở đây chúng ta sẽ lấy cái dây màu đỏ vào cái cục driver ở đây, nó sẽ là dây dương ở chế độ cốt nhá. Cái dây màu đen ở đây nó sẽ là dây âm ở chế độ cốt, và cái dây màu xanh ở đây nó sẽ là dây xanh khiển pha. Thì ở đây em sẽ câu là đỏ ra đỏ đây, xanh vào đen này để lấy mát này, dây vàng này em sẽ quy định là dây pha để đưa qua bộ dây. Rồi thì sau khi là bấm jack cốt ở đây rồi thì chúng ta sẽ cách điện cho nó. Như vậy là đã xong cái bộ lệnh cốt pha rồi, thì cái việc còn lại là chúng ta chỉ cần nối vào cái bộ dây kia là xong thôi. Đó, cái xe này làm nó cực kỳ đơn giản thôi, nhưng mà nhiều bác là mất thời gian khá là nhiều, thậm chí là công sức mà không thu lại được đồng nào vì không độ được, đành phải hoàn về như cũ để giả xe cho khách. Đây là cái cách lắp cực kỳ đơn giản. Rồi thì sau khi là chúng ta đã kết nối xong và chúng ta sẽ quấn cái bộ dây, chúng ta sẽ được một cái chặng ba như thế này. Đó, thì cái màu dây thì các bạn cũng đã nhìn rồi đúng không, em đã chia sẻ rồi. Thì ở đây thì em sẽ không lấy trực tiếp điện cho cái MB này ở cái bộ dây ở đây, mà sẽ thông qua cái bộ dây lệnh ở bên ngoài để nó đảm bảo hơn cái việc mà cấp điện trực tiếp ở đây. Thì cái dây này nó tiết diện nó khá là nhỏ, đây các bác có thể thấy là dây nó khá là bé, mà MB này công suất nó sẽ lớn thì nó sẽ làm hại cái bộ dây này, thậm chí là chảy cái phần rắc ở đây. Thì chúng ta sẽ đưa cái phần dây này ra ngoài để kết nối vào cái bộ dây nhá. Ví dụ như ở đây này, đó, ví dụ như ở đây là em dùng cái bộ dây, dây nó rất là to, tiết diện rất là to, nó sẽ khỏe. Thì cái phần này chúng ta sẽ đưa ra ngoài, chúng ta sẽ đưa zin nhá, không phải cắt khoét gì cả, không phải khoét cái nhựa này đâu. À, trước khi lắp vào ấy thì em sẽ để cho nó bị lỗi và em sẽ quay màn hình tablo cho các bác biết được là cái em xe này nó báo lỗi như thế nào, và sau đó là em sẽ làm theo cái kiểu của em hướng dẫn cho các bác thì nó sẽ không báo lỗi nữa. Như vậy là ok đúng không ạ? Rồi thì bây giờ là em sẽ tiến hành lắp nó vào thôi. Thì trước khi mình lắp vào cái hộp đèn ấy thì mình sẽ cho anh em ngắm qua một phần cái cụm của chúng ta khi mà độ xong thì nó sẽ là như thế này. Đây mình sẽ để úp nó xuống. Đó, cái phần chip led thì mình sẽ để ở đây, chip led chế độ cốt, bắt vào như này là cực kỳ yên tâm này, nó sẽ tản nhiệt được. Đó, và hệ thống dây thì tí nữa mình sẽ xỏ nó vào cái hộp đèn kia. Đó, hoàn toàn là giữ zin các bác nhé, cắm zin giữ zin. Rồi thì bây giờ em sẽ lắp nó vào và lắp lên xe cho các bác. Khi mà lắp lên xe thì em sẽ rút cái bi kia ra kìa, cái bên này thì em đang gá ở đây, cái bi này là cái bi zin em đang gá vào đây, thì tí nữa em sẽ rút ra để tạo lệnh
bị lỗi ảo để cho các bác xem là ở trên Tableau nó sẽ báo như thế nào. Còn bây giờ là em sẽ hoàn thiện cái này lên trên xe đã nhé. Và đây sẽ là siêu phẩm của chúng ta. Sau khi là làm xong lắp hoàn thiện thì em nó sẽ là như thế này. Đây là mặt trước này, đây là mặt sau. Mặt sau thì mình sẽ đưa dây qua cái núm cao su ở đây, hoàn toàn là giữ zin. Cái núm cao su này nó sẽ có tác dụng là giữ cái dây ở đây và không cho bụi, cho nước vào. Đây là rắc đưa ra. Thì cái rắc to này sẽ là rắc ở chế độ cốt cho MB. Cái rắc 2P ở đây sẽ là rắc chế độ pha cho MB. Và đây sẽ là rắc lệnh chế độ pha cốt để cắm vào cái bộ dây ở kia kìa. Sau khi bấm xong thì em sẽ có cái bộ dây như thế này. Đây sẽ là dây cốt, đây sẽ là dây pha, và đây sẽ là dây cốt pha, bộ lệnh cho cái bộ dây của chúng ta ở đây làm việc. Nó sẽ có dây xanh là mát, dây đỏ là cốt, dây vàng là pha. Tương ứng như thế thì em sẽ bấm nó đây. Tương ứng như thế thì em sẽ bấm cái rắc 3P. Cái rắc 2P này sẽ vào pha. Và cái rắc 9005 ở đây sẽ vào cốt của MB. Và cái rắc ở đây chúng ta sẽ cắm zin vào đây. Đó, rất là ok. Rồi, sau khi là mình đã gá lên xe xong, và bây giờ là mình sẽ test cho anh em xem là cái cách làm của mình nó có đúng hay không nhá. Cốt độ bi này, pha giữ zin này. Đây là màn hình lúc chưa khởi động, nó chưa báo lỗi nhá. Tí nữa mình sẽ tạo lỗi ảo để cho cái màn hình nó hiển thị lỗi lên cho các bạn xem. Đây là chế độ auto này, demi này, pha đều ok đúng không ạ? Thôi cứ để auto đi. Đây sẽ là chế độ cốt. Ở bên kia thì mình đang gá ở đây nhá. Đây là mình đang gá. Bởi vì cái dây cốt của cái MB này nó rất là ngắn, cho nên là mình không gá được hẳn hoi vào, nhưng nên mình sẽ để đây. Tí nữa mình sẽ rút em này ra để tạo lỗi. Đó. Đây là pha đang chưa sáng nhá. Đây là cốt này. Thì các bạn sẽ nhìn ở trên kia này. Pha này, cốt pha rất ok đúng không ạ? Đây mình sẽ để pha. Lúc này thì cái bên này nó mới sáng này, đây nó mới sáng này đúng không ạ? Rồi, mình sẽ xuống cốt lại cho các bạn xem. Đó, bên này không sáng đúng không? Nhiều anh em thắc mắc là khi mà lắp bi vào ấy thì bên này nó hay bị giữ sáng luôn. Và bên này mà tắt được ấy thì cái MB của chúng ta nó luôn luôn pha, nó không xuống cốt được. Đó. Thì nhiều bác thì lại bên này sáng suốt không xuống cốt được. Nhiều bác thì bên này lại pha suốt không xuống cốt được. Đó. Nó ngược nhau như thế. Thì đây, cách này độ ngon lành luôn. Rồi thì ở đây là các bác xem là không có báo lỗi nhá. Đó, đây là đang chưa khởi động máy nên nó sẽ báo cái cần phanh khi mà đạp phanh ở kia và nút start stop. Rồi thì bây giờ là em sẽ tạo lỗi cho nó bằng cách là rút cái MB này ra. Đây, em sẽ rút cái MB này ra. Đó, em đã rút rời MB này ra rồi. Thì bây giờ là nó sẽ báo lỗi ấy. Đó, ở trên màn hình hiển thị nó sẽ báo lỗi như này. Cái việc báo lỗi như thế này ấy, thì nó sẽ làm chủ xe mất tập trung. Vì là đang báo lỗi là hệ thống đèn headlight system Autorot kia là đang báo lỗi. Nhưng mà cái hệ thống đèn của chúng ta là vẫn hoạt động bình thường. Đó, thì đây là cái cách để mà xử lý báo lỗi. Rồi, thì bây giờ là chúng ta chỉ việc là tắt đi, khởi động lại và lấy cái con led này làm như ở phía bên này là xong. Thì là chúng ta sẽ làm hai bên như thế. Như vậy là xong rồi, cực kỳ là ok. Đó, thì hy vọng ở trên video clip này phần nào giúp được những anh em mà đang dính phải cái em Terra, Nissan Terra này, mà bị cái hiện tượng là độ đèn mà nó cứ bị giữ cốt, giữ pha ấy, tùm lum. Thì video này sẽ giúp ích được cho các bạn. Còn ở trên video ấy, nó sẽ có đụng chạm đến một số anh em làm nghề mà đã dính phải cái trường hợp này rồi, thì anh em bỏ qua cho mình nhé. Vì mình làm video này là mình chỉ muốn chia sẻ cho những anh em nào mà chưa gặp hoặc đã gặp rồi mà chưa xử lý được. Mình không có ý đả kích anh em. Nói chung là anh em nó làm việc ấy, nó sẽ có nhiều các cái phương pháp làm khác nhau. Có thể là nhiều anh em làm con này một cách ngon ơ, có thể là nhiều anh em chưa va phải cái trường hợp này bao giờ, cho nên là sẽ bị lung túng. Rồi thì ở trên con xe này em có độ thêm một cặp F10. Rồi thì em sẽ lên pha luôn cái cặp F10 cho các bác xem nhé. Đó, lên pha luôn này. Đây nó sẽ là cặp bi gầm. Cặp bi gầm F10. Thì rất nhiều bác có lắp bi gầm vào mà lại không biết làm bệnh pha cho cái em xe này. Thì ở trên clip này thì đã có cái lời giải đáp cho các bác nhé. Đây là bi gầm nó đang soi ở dưới này, vì em đang tháo cản ra này. Đó, pha này, ok chưa? Rất là ok. Ở phía bên này thì tí nữa em sẽ lắp vào. Hiện giờ là em đang để nó như thế này, để tí nữa em sẽ lắp vào. I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Dial my number twice, promise I'll pick up the line. I see you're worried, don't got
that's why you like it. I know that you like it, you like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it.